Chào tất cả mọi hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và như mọi người có thể thấy thì khởi đầu trận đấu mình đang có một conclusion rồi. Và 3.4 mọi người nhá. Ở game này thì mình sẽ cố gắng lên level 9 và kiếm một vị tướng 5 vàng 3 sao cho anh em theo dõi nhá. Về cái content mà 5 vàng 3 sao là một content không bao giờ lỗi thời cả. Và hiện tại chỉ còn khoảng tầm 1-2 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ trải nghiệm được trận đấu trường thiên lý 1-6 mọi người nhá. Anh nhắn tin nhiều ta. Hôm nay Kalista đồ đẹp quá này. Kalista cùng một cái trang bị của vô cực kiếm và một cái trang bị huyết kiếm luôn, khá là xịn sò à. Ok, Lucian. Lucian thì mình sẽ bu cho nó một cái trang bị, đó chính là một cái bàn tay ánh sáng và một cái trang bị cuồng đao mọi người nhá, để có thể cho kích hoạt Lucian nó sấy sức thuận thứ là mạnh. Với Lucian thì đợt trước mình cũng hay làm về Lucian x3 giao điện ấy, nhưng mà vẫn chưa làm được. Trận thì có 3 giao điện thì không có Lucian 3 sao, còn trận có 3 sao thì không có Lucian. Trận 3 sao thì không có 3 giao điện, khá là toang. Để làm được một thử thách ấn tượng thú vị cho anh em theo dõi thì mình phải bỏ khá nhiều công sức ra mọi người nhá. Ít nhất phải tầm mười mấy trận mới có thể làm được một trận. Alo chủ tịch. Nhanh, cách quán có 50 mét thôi. Em tới chưa? Anh tới rồi. Em ở quán. Em đang ở khúc nào? Bốn long tộc, bây giờ mình thiếu một con, nó chính là con Galio thôi. Lucian thì là một vị tướng mà mình chưa có cái hên ở mùa luôn mọi người. Lucian sấy bạn ơi, mình bây giờ đang hơi mệt mọi người. Vừa đi nhậu về hơi mệt. Nên là có cái gì anh em thông cảm nha. Muốn bot cho anh em xem một video buổi tối á, cho anh em xem theo dõi á. Nên là về cố gắng làm nốt video để cho anh em xem. Chứ giờ cũng hơi mệt rồi. Ông này thì có Soraka, có một cái hệ vệ binh nhân tạo cũng khá là bá. Con Soraka được không? Nó hồi phục cực kỳ ghê luôn, cầm dấp gai mọi người. Đợt trước mình có làm một trận đấu về Rakan 3 dấp gai thì khả năng hồi phục của nó thì quá ghê gớm.
Ui, Nego này ngon thế nhở, trứng level 4 nó khác. Quả trứng level 4 là một quả trứng mà thực sự mình rất là kỳ vọng về nó luôn á. Quá vèo con đồ kìa, không kịp luôn, đồ xịn quá mọi người. Cái quả sâu zin thôi mà kiểu hai găng thì nó quá bá rồi. Cái này mà mới vèo con 1 sao ấy mà 2 sao đi chân nữa, mà đồ này thì đúng là thực sự nhìn là muốn khóc rồi. Thực sự muốn khóc luôn. Trong trận đấu này thì lượng máu mình thấp quá rồi. Nói chung là chơi long tộc thì phải chấp nhận đó mọi người, chơi long tộc thì phải chấp nhận là lượng máu mình sẽ bị thấp hơn những đối thủ khác rất là nhiều. Bởi vì sao, long tộc là một đội hình mà nó đuối lắm. Nó không có khả năng carry nhiều á. Kể cả anh em có lên được con AC3, Zyra3, Uri3 hay là con Set3 chăng nữa thì cũng không khả năng gánh team được giống như cái đội hình của thần tài. Olaf này chắc là đang tính là một Olaf 3 quyền năng rồi. Đã có một cái trang bị quyền năng ánh sáng trong người và một cái cung gỗ nữa. Giáp lưới ở ngoài chắc cũng không định, thứ mới tính làm gì. Ui, game này nhiều chơi Lucian quá. Lucian của mình sấy gãy súng luôn mà không có một cái nổi bật gì luôn. Cố lên, đúng rồi, hay quá, win rồi. Ok, sau 4 trận thua bây giờ là trận shut down chuỗi thua của mình, tuyệt vời luôn. Mình sẽ lấy cái... Ui, mất cái le rồi. Tiếc ghê. Bởi vì mình đang muốn làm về con Lucian X3 trang bị bàn tay công lý mọi người. Hammerdinger, năm long tộc. Bây giờ lượng máu mình thấp quá rồi mà chơi năm long tộc thì nó cũng hơi vã mọi người. Nhưng thôi kệ thôi. Đã chơi long tộc thì không phải sợ bố con nào cả. Cứ thế mà quất thôi mọi người. Hy vọng nhân phẩm sơ độ mình ra quả trứng level 5 hoặc là level 4 gì đó vàng khe thì mình mới có thể comeback được. Như kiểu là ở trước mình có một lần nhân phẩm cực cao, đó chính là quả trứng level 5, rớt ra 2 giáp thiên nhiên luôn, cực kỳ nhân phẩm. Lucian, Velcott, Ivan. Ivan này. Gì đây? AC2 à? Chiều nữa thì chắc mình... Để xem nào. AC2, mình sẽ cho Ivan vào. Cái còn một chút tái tạo. Với 39 máu này thì vẫn còn là nhiều với mình. Bởi vì mình thường chơi những trận đấu mà còn lượng máu thấp hơn nữa cơ. Một máu hay là hai máu mình vẫn có thể back top 1 được mà. Nói chung còn sống là còn cơ hội mình ạ. Cứ còn thở là còn cơ hội thôi.
Uầy, khỏe thế. Anh lâu con Rakan, lúc đấy mình thua với con Rakan ấy. Cứ đang gần chết nó hồi phục lại đầy cả cây luôn. Nãy giờ thua lên Rakan liên tục mọi người. Ok luôn. Tôi chốt bạn đấy. Nico. Đùa chứ, chỉ có trứng level 4, level 5 thôi, có khả năng có Nico thôi mọi người. Temo này, loại bỏ thôi. Galio bây giờ mình sẽ cho thay thế với con Uri vào mọi người nhá. Hai Ben lấy luôn này. Bây giờ thì mình đang có lượng tướng 4 vàng khá nhiều. Thì khi mà mình đang ở level 8 có lượng đọc vàng, lượng tướng 4 vàng nhiều này ấy, thì mình lại có một cái suy nghĩ khá là táo bạo, đó chính là mình sẽ cố gắng thử kiếm xem nhiều nhất tướng 4 vàng 3 sao đi. Đợt trước có một trận đấu thì mình đã tìm kiếm được khoảng tầm 4 tướng 4 vàng 3 sao rồi. Thì trận này thì không biết mình sẽ phải kiếm được bao nhiêu con đây. Hy vọng sẽ vượt kỷ lục của trận trước nha. Chứ nếu anh này muốn xem video đó thì mình sẽ để ở quấy cái đoạn phần ấy á, cái phần video kết thúc á. Đó. Bây giờ này, mình sẽ check lại một map một chút nha. Ông này đang chơi Galio này, Galio nhiều quá. Thì nếu mà người nhiều chơi Galio như vậy thì mình sẽ mất khả năng có Galio 3 sao đi. Thì mình sẽ có một cái sự lựa chọn khác so với con Galio này. Có nghĩa là nếu mà nó chỉ là 2 sao thôi chứ mình không lấy như nhiều á. Ui, lại gặp thật đây rồi. Sợ quá, đôi mình thua một lần rồi. Ui kìa. Lucian sấy mà không kịp lượng máu hồi không kịp so với con Velcon nó sấy luôn. Thôi thua rồi mọi người. À, hay quá Lucian ơi, tuyệt vời. Thực sự lắm một cái sẽ bị cuồng đao mà Lucian là một ấy rồi, xin ra nữa. Không win nổi ông đây. Cố lên Heminger. Khạc một phát thôi. Ô. Oh my god, trời không kịp khạc mọi người ạ. Chết luôn rồi. Thần hệ thiên thần nó có một lượng sát thương khá là ổn ấy. Naxxan này, ôi dồi ôi, là hai Naxxan một lúc. Thực sự nếu mà trường hợp mình có nhiều Neko thì bây giờ mình cũng muốn làm về kiểu Naxxan 3 sao level 8 ở đấy. Mà mỗi một cái thôi, tầm khoảng 2 cái thôi mình sẽ cố gắng run để Naxxan 3 sao level 8. Ở cái mùa này thì mình cũng đã làm được khá nhiều về Naxxan 3 sao ở những vị tướng 3 sao level 8 ấy, như kiểu là Garen này, Gwen này. Và kể cả Heimdinger cả và kể là Volibear nữa. Khá nhiều. Mình sẽ lắp luôn hai cái huyết kiếm mọi người nhá. Lắp luôn hai huyết kiếm cho con Aksan đi. Hay quá, win rồi. Thật sự gần cuối game mà thua một phát thôi là cũng đủ thấy ớn rồi đấy. Trời ơi, Olaf là một vị tướng mà mình đã nói rất là nhiều trận đấu rồi, không nên bua đồ cho nó. Kể cả nó 3 sao chăng nữa thì anh team rất là đuối. Ôi, em đâu? Chỉ ăn CC là chết rồi, nó không giống như cậu Olaf ở mùa 4. Pháo thủ, cung thủ này, găng này, Garen này. Mình sẽ lấy Aksan rồi nhá. Thực sự cung thủ rất là ngon. Thôi lấy Aksan 2 sao đi.
Dyna này, IC này. Bây giờ thì anh thấy mình đang gom những kiểu như kiểu là Lotion, Draven, Ivan. Ui, hay quá Draven ơi. Bây giờ thì mình chỉ có 3 Draven nó lên 3 sao rồi. Game này mình đang có một cái lợi thế khá tốt để cho anh em xem một cái trận đấu liên quan tới, đó chính là nhiều tướng 4 vàng 3 sao nhất. Con này cầm một cầm Draven này, mình sẽ check nha. Game này do nhiều người cầm con Galio quá nên mình không lấy nó thôi. Chứ lấy Galio cho Long tộc thì lấy chứng ra Galio cũng khá là nhiều á, nhưng mà nhiều người chơi quá nên mình thôi mình bỏ. Ui, Fire, Fire 3 sao, cầm một cái miệng dịch khổng lồ. Sấy. Hèn quá, hay có mày có vứt bẫy bằng đấy, không vứt bẫy của đấy mình toang rồi. Nói chung là trong cái game này ấy, chỉ cần con carry của các bạn ấy mà ăn CC thôi là tắt điện mọi người nhá, chỉ ăn CC là tắt điện ngay. Vãi nổi không? Cố lên anh em ơi. Ok, win rồi. Lúc nãy mình bị thua này chỉ bởi vì con Laka Nhi này. Quá Nhi tìm Coco. Bây giờ chưa cho mình thêm quả trứng level 4 nữa nhở. Đồ. Độc phộng luôn. Nói chung là mình chỉ cần trứng level 4 thôi. Còn trứng level 3, level 2, level 3 thì mình không cần đâu mọi người. Chỉ cần level 4 là đủ rồi. Lucian, cầm Lucian nhiều thế. Ôi mày cầm một con Draven này. Vego à? À bỏ Vego ra ngoài rồi. Draven đồ cũng khá đẹp, cũng khá là gắt đây. Game này thì mình đang cố gắng làm khoảng nhiều tướng 4 vàng 3 sao nhất mọi người nhá. Đây, mọi người có thể thấy Lucian này, Draven này, Ivan này, thêm cả Phylos nữa là đỉnh luôn. Là mình sẽ có 4 tướng 4 vàng 3 sao. Sắc đồ đẹp quá. Cái trang bị thật lệnh Zeke này sẽ cho nó 10% hút máu á. Hồi mục kìa. Nhưng mà gặp ông này có con Rakan ghê lắm. Mình thua Rakan này khá nhiều bởi Rakan nó cầm đồ này nó kiểu full hồi phục luôn mọi người. Ông này cầm Lucian đúng không ta? Cho game này. Ông này cầm 3 Lucian nha. Ông này cầm một con Draven. Ông này cũng không cầm cầm Galio à. Ông này cũng cầm một hai con Galio luôn. Trứng này thì cút đi thôi chứ. Trứng quỳ bắp có lấy làm gì mọi người. Team băng sẽ cho con Ivan cầm team băng Arsan này. Đúng thứ mình cần mọi người ạ. Mình đang muốn làm về kiểu con Arsan 3 sao mọi người. Arsan 3 sao level 7 á, level 8 á. Phải đợi mình kia chết đi quá. Volibear, mình có Arsan cầm diệt giáp, diệt giảm giáp rồi. Hôm nay Lucian này. Kele 2 rồi. Zac, Vego à. Chắc bây giờ gặp ông Vego với Zac này quá. Ok, gặp Lucian mọi người ạ. Cho ông này chết luôn nha. 4 Lucian luôn mà. Cho game này. Cầm 4 Lucian luôn thì chịu rồi. Arsan, đúng rồi, bay, bắn. Win rồi mọi người ạ, win rồi, nhìn có vẻ win rồi đấy. Chưa chắc nhở, ông này khỏe thế. Rakan hồi phục kìa. Vãi nổi luôn. Vãi nổi thực sự ạ. À Long tộc. Long tộc chán quá mọi người. Phải bán Long tộc thôi. Long tộc nó quá chán với mình rồi. Ron không thấy mà có Draven nào.
Mà bây giờ Ron đã khoảng tầm thêm mấy con Axan nhở. Mình có một cái cô là bây giờ đang có 5 con đi, 4 con nữa. Ron đã 4 con Axan nữa thì đỉnh đỉnh cao luôn. Rồi ok, ông chơi game. Cho game chết rồi mọi người ạ. Chết luôn không? Chết rồi, ok. Lucian cũng mất luôn rồi. Mình chỉ còn 2 người chơi cuối cùng nữa thôi. Ông kia cầm Fiddlestick nhiều thế. Ok, đưa bằng 3 sao này. Lucian chửi 3 rồi, Ivan chửi 3 luôn. Chết ông ta, mình có phải chết ông ta. Chết phần này thì cũng hơi ảo đúng không? Đứa vần mình chưa có đồ á mọi người. Đứa vần của mình chưa có trang bị. Thôi gặp bạn ảo của mình luôn à. Phew, chắc đến bên thì bán Axan thôi mọi người. Axan bây giờ không thể lên 3 sao rồi. Mình sẽ cho đứa vần đồ nha. Đi luôn rồi, chúng ta chỉ còn một. Ui, ông này win mình luôn mọi người ạ. Ông này win mình luôn này. Lucian kìa mọi người, mình sẽ lấy Lucian nha để tăng cái tỷ lệ lên Lucian 3 sao. Tuy lấy quả dịch khổng lồ ngon hơn nhưng mà thôi lấy Lucian vậy. Từ nay mà thua thì đúng là cạn lời mọi người nhờ. Thế này mà thua thì cạn lời đúng không? Ivan 3 sao, Lucian 3, đứa vần 3 mà thua thì game hơi ảo lòi đấy. Ông này thì rất là mạnh, ra su 3 các kiểu nhưng mà gặp phải 3 tướng 4 vàng 3 sao như mình thì cũng sẽ phải thở oxy thôi. Hơi tiếc không được lên được 4 tướng mọi người ạ, chỉ là 3 tướng thôi. Nhưng thế là quá đủ rồi. Bởi vì lúc này mình chọn á, mình chọn tướng kiểu mình cũng muốn làm về cái kiểu gì đó nên là cũng bị hơi toang á. Vậy lốc à. Sấy. Trời. Mình thì chắc là mình không chết đâu mọi người. Ra này chắc không chết đâu, mình ít tướng mà. Mà ông này có 18 máu chắc chưa chết được. Đó, ok. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng không thể lên một con nào là 3 sao nữa rồi. Kiếm súng hectic này. Hy vọng sẽ làm cái búa rèn đi. Do lúc mình không lấy con Galio mọi người, chứ lấy Galio thì giờ chắc cũng có thể có Galio 3 sao rồi. Và mình đang phân vân là có nên bán hết tướng đi để bởi vì hôm nay có Glock á, chứ không mình bán hết tướng đi để có thể kịp cho anh em xem một trận đấu về kiểu là bán hết tướng đi và có một 3 vết 9 á. Đó, level 9 này, level 8 này, 3 vết 8. Neko không? Có bố rèn mọi người, có bố rèn kìa. Tuyệt vời chưa? Đây, bây giờ mình sẽ rèn đồ nha. Chắc kèo luôn đi.
Piu Piu. Một shot, hai shot. Đó là vẫn không có tốt đánh mọi người. Nhưng mà nói về độ mạnh của nó thì đỉnh cao rồi. Sát thương của nó bây giờ là tận 400% sức mạnh, sức mạnh luôn. Ok, trận đấu có 3 tướng 4 vàng 3 sao mọi người nhá. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt.